Xin chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh Túi Doanh Nhật Cần Thơ bên em. Và hôm nay shop sẽ sale đồng giá 400k re-ship toàn bộ trên những sản phẩm video ngày hôm nay ha. Chỉ duy nhất ngày hôm nay, và số điện thoại của shop 0973 952 507. Cô chú anh chị có thể gọi trực tiếp cho em, hoặc tiện nhất thì nhắn tin Zalo giùm em nhé ha. Và đầu tiên đó là một chiếc ba lô mình da thật 100%, xài rất là bền. Và mình có thể đựng cặp cho học sinh, hoặc là mình đựng đồ đều rất là ok, nhỏ gọn và xinh xắn. Kích thước bề ngang là 31, chiều cao là 33 và bề dày là 13. Đây là miếng tét da ha, da dày dặn và chắc chắn, da thật 100%. Sẽ có một ngang ở đây và một ngang ở đây, lót bên trong lớp vải xanh đẹp ha. Qua đây là miếng da kết hợp với vải sạch đẹp, và có một cái khóa các bạn đây, lớp vải sạch đẹp hết ha. Và một ngăn ở đây, lớp vải sạch đẹp hai ngăn nhỏ đây, và một khóa các bạn đây, và thương hiệu dập nổi đây. Đây là miếng tết da sạch 100%, xách tay và để ba lô đều được ha. Lên dùm shop một mã là 3447 ha. Giá đang bán tại shop 509, hôm nay shop sale đồng giá 400k 3447. Và kế đến đó là một chiếc cặp laptop giá thật 100%, dày dặn và chắc chắn. Đây mình có thể mình xách tay hoặc là mình đeo chéo để đi làm, rất là đẹp. Kích thước bề ngang, bề ngang là 37, chiều cao 30 và bề dày là 8 ha. Đây, mình xách tay và mình đeo chéo đều được ha. Da dày dặn và chắc chắn, một ngăn đây có một cái khóa kéo miệng, và hai ngăn đây lót vải sạch đẹp hết ha. Và một ngăn đây là bự nhất. Bên trong sẽ có một cái khóa kéo miệng đây, thương hiệu Sinbethome. Và một ngăn đây, ở đây mình có thể đựng laptop ở chỗ này, hai ngăn nhỏ đây là sạch đẹp hết. Da thật toàn bộ, có thương hiệu. Lên dùm shop một mã là 2446 400k. Và kế đến đó là một chiếc túi xách tay và đeo vai, da thật 100%, da vôi ha, da rất là dày, có thương hiệu. Kích thước bề ngang là 29, chiều cao là 20 và bề dày là 12. Để mình xách tay và đeo vai rất là đẹp ha. Và ở đây nó sẽ có thương hiệu dập nổi đây, và một cái khóa cắn miệng ở đây. Bên trong lót vải đẹp, và một ngăn ở đây lót vải sạch đẹp hết ha. Da thật đồng bộ, và có một cái khóa cá nguyện ở đây nữa ha. Lót vải sạch đẹp, có một cái khóa cá nguyện ở đây là sạch đẹp, và hai ngăn nhỏ đây sạch đẹp hết ha. Mình đeo vai rất là ok. Lên dùm shop một mã 3324 ha, 3324 3324 400k, ba ship toàn quốc. Và một chiếc bao tử ha, giá thật 100%, để mình đeo trước bụng rất là ok, đựng đồ rất là ok ha. Kích thước bề ngang là 16, chiều cao là 30 và bề dày là 9. Để mình đeo trước bụng sẽ có một ngăn ở đây, và một nút hít 500 đây, và một cái khóa kéo miệng ở đây. Lót bên trong là lót vải sạch đẹp, và một cái khóa kéo miệng ở đây là sạch đẹp hết, da thật toàn bộ ha. Và một ngăn ở đây lót vải sạch đẹp. Có nhiều shop mã là 3386 ha, đang bán tại shop 509, đồng giá 400k 3386.
Kế đến đó là một chiếc túi xách tay và đeo chéo da thật 100%. Kích thước bề ngang là 38, chiều cao 25 và bề dày là 18. Để mình xách tay và đeo chéo rất là ok. Sẽ có một khóa kéo miệng ở đây. Bên trong là lót vải sạch đẹp ha. Đây, để mình xách tay như thế này. Da là da thật toàn bộ hết. Sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây nữa ha. Lót bên trong là lót vải sạch đẹp và một ngăn ở đây. Lót vải sạch đẹp có một cái khóa kéo miệng đây và một cái khóa kéo miệng đây. Lót vải sạch đẹp hết, hai ngăn nhỏ đây là sạch đẹp. Da là da thật toàn bộ. Xách tay và đeo chéo rất là ok. Lên dùm shop một mã là 3334 400k 3 ship. Và kế đến đó là một chiếc túi bao tử ha, da thật 100%, mình đeo trước bụng rất là ok. Kích thước của chiếc túi này bề ngang là 18, chiều cao 28 và bề dày là 8. Sẽ có một khóa kéo miệng ở đây. Bên trong là lót vải sạch đẹp và một ngăn ở đây. Lót vải sạch đẹp hết, một ngăn nhỏ ở đây. Và một cái khóa kéo miệng ở đây, dập hiệu thương hiệu đây là sạch đẹp. Da là da thật toàn bộ hết ha. Và để mình đeo trước bụng rất là ok. Có thương hiệu dập nổi đây, da dày dặn và chắc chắn. Lên nhìn shop mã là 3387. $400k receipt toàn quốc ha cô chú anh chị, chỉ cần trả tiền hàng thôi. Và một chiếc ba lô da này là da thật 100%, chất liệu là da bò ha. Kích thước của chiếc ba lô này bề ngang là 31, chiều cao 32 và bề dày là 10. Để mình xách tay và mình đeo ba lô, dây đeo ba lô chất liệu là vải dục chắc chắn. Sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây, lót vải sạch đẹp và một ngăn ở đây là sạch đẹp và một ngăn đây là sạch đẹp ha. Có một cái khóa kéo miệng ở đây và một cái khóa kéo miệng ở đây, lót vải sạch đẹp, da là da thật toàn bộ ha. Một khóa kéo miệng đây, một khóa kéo miệng đây và một cái thương hiệu dập nổi đây. Đây là miếng tết da, da thật toàn bộ hết. Có hai cái khóa kéo miệng ở bên trong, khóa đồng chắc chắn. Lên dịch shop mã là 3434 ha. 400k receipt 3434. Và cái đến đó là một chiếc túi ha, đeo trước bụng, da thật 100%, bao tử ha. Kích thước bề ngang 16, chiều cao 26 và bề dày là 9. Đeo trước bụng rất là ok. Da là da thật đồng bộ ha. Sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây và một ngăn ở đây. Lót bên trong là lót vải sạch đẹp và dây đeo chất liệu là vải dục kết hợp với da, da thật 100%. Lên dùm shop một mã là 3410 400k miễn ship toàn quốc. Và cái đến đó là một chiếc túi xách tay da thật 100%. Ở phần trước đây là dập vân 6 màu đỏ. Kích thước của chiếc túi bề ngang 29, chiều cao 24 và bề dày là 16. Để mình xách tay như thế này, da rất là đẹp. Sẽ có một ngăn đây và một ngăn đây và một cái khóa kéo miệng ở đây. Bên trong là lót vải sạch đẹp hết ha. Da là da thật toàn bộ, hai ngăn nhỏ đây là sạch đẹp. Để mình xách tay, đựng đồ rất là ok ha. Chất liệu là da, mình xài rất là lâu. Lên dùm shop mã là 3326 400k 3326 400.
qua một chiếc túi bao tử đeo trước bụng có thương hiệu giá thật 100%, kích thước bề ngang. Bề ngang là 18, chiều cao 24 và bề dày là 6, đeo trước bụng rất là ok, có thương hiệu đây. Giá thật toàn bộ ha. Và ở đây sẽ có một ngăn ở đây và dây đeo chất liệu vải dù chắc chắn, và sẽ có một khóa kéo miệng ở đây, và bên trong sẽ có một ngăn ở đây, và ở đây đựng có khóa kéo miệng không có thương hiệu, và ở đây đựng cạc viết zip với tay tùy thân. Da là da thật toàn bộ ha. Lên dùm shop một mã là 3345 3345. Miễn ship toàn quốc và một chiếc ba lô chống trộm, da thật 100%, kích thước của chiếc ba lô. Bề ngang là 30, chiều cao 32 và bề dày là 15, để mình xách tay và mình đeo ba lô rất là đẹp. Dây đeo ba lô chất liệu là vải dù kết hợp với da, chỉ duy nhất một ngăn ở đây, mình vào thẳng bên trong để mình đựng đồ hoặc là mình lấy đồ thì rất là ok. Và một ngăn đây hết 500, một ngăn đây, hai ngăn ở đây thì sẽ có hai ngăn nhỏ ha, không vào thẳng bên trong được. Hai ngăn nhỏ đây không vào thẳng bên trong, chỉ duy nhất mình lấy đồ ở phía sau này thôi, gọi là ba lô chống trộm ha. Da thật 100% hết, độ mới khá là cao 80%. Lên dùm shop mã là 2524 400k, miễn ship toàn quốc 2524. Và kế đến đó là một chiếc túi bao tử da thật 100%, để mình đeo trước bụng rất là ok. Kích thước bề ngang là 16, chiều cao là 28 và cái bề dày là 10. Và ở đây sẽ có một ngăn ở đây và có một cái khóa kéo miệng ở đây. Bên trong là lót vải thật đẹp, da là da thật toàn bộ ha. Và một ngăn ở đây, lót vải thật đẹp ha, có một cái khóa kéo miệng ở đây. Và thương hiệu dập nổi đây, Allen Wood, và có một cái khóa kéo miệng ở đây. Và ở đây chỗ để mình xỏ lỗ ha, xỏ tai nghe, mình đeo trước bụng mình sở tai nghe rất là ok. Da là da thật toàn bộ ha, dập hiệu thương hiệu Allen Wood ở cái chỗ dây này. Lên dùm shop một mã là 3375 3375 400k. Và cái đến đó là một chiếc túi xách tay da bóng ha. Và ở đây thiết kế dạng cái kiểu Hermes, kích thước bề ngang là 30, chiều cao 23 và bề dày là 14, để mình xách tay vậy ha. Ở đây sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây, thương hiệu là Gigi, một ngăn đây, và chất liệu là da tổng hợp ha. Sẽ có một cái để mình mở ra thì bên trong dạng foam Hermes, một ngăn đây và có một cái khóa kéo miệng ở đây, nhập hiệu thương hiệu Gigi. Và ở đây còn khóa chìa đầy đủ ha. Lên dùm shop một mã là 9995 400k 9995 400. Và một chiếc ba lô giá thật 100%, để mình đeo ba lô rất là đẹp, có hai ngăn ở phía trước ha, vintage. Kích thước bề ngang là 30, chiều cao là 31 và bề dày là 14, để mình xách tay và mình đeo ba lô rất là đẹp. Dây đeo ba lô chất liệu là da, ở đây sẽ có một ngăn ở đây
X500 và một ngăn đây, X500 và một cái ngăn ở đây. Có một cái khóa kéo miệng, bên trong là lót vải nha, sọc đẹp dẹp hiệu thương hiệu ở đây. Da là da thật toàn bộ, dạng mình rút miệng như thế này, chắc chắn. Và một cái khóa để mình như thế này để mình đeo rất là đẹp và vintage, đeo ba lô rất là ok. Lên dùm shop, một mã là 2531 400k, bao ship toàn quốc 2531 và độ mới khoảng 80-85%. 2531 và một chiếc bao tưởng da thật 100% để mình đeo trước bụng rất là ok. Kích thước bề ngang 18, chiều cao 28 và bề dày là 12 để mình đeo trước bụng rất là ok. Da thật toàn bộ ha, sẽ có một khóa kéo miệng ở đây, bên trong lót vải sạch đẹp và một ngăn ở đây và một ngăn ở đây và một ngăn ở đây. Có một cái khóa kéo miệng, bên trong là lót vải sạch đẹp, da là da thật toàn bộ hết, một ngăn ở đây, lót vải sạch đẹp, có một cái khóa kéo miệng đây là sạch đẹp hết. Da chất liệu là da bò, độ mỏi khoảng 80%, đeo trước bụng rất là ok. Lên dùm shop một mã là 3348 3348 400k miễn ship 3348. Và cái đến đó là một chiếc túi sách tay có thương hiệu có Mỹ ha, chất liệu là vải dù. Kích thước của chiếc túi này bề ngang là 34, chiều cao 26 và bề dày là 13 để mình xách tay như thế này. Sẽ có một khóa kéo miệng ở đây, bên trong rất quả sạch đẹp dẹp hiệu thương hiệu Cop Mỹ ở đây, và có một cái khóa kéo miệng ở đây và hai ngăn nhỏ ở đây và sạch đẹp, xách tay như thế này. Lên dùm shop một mã là 3330 400k miễn ship toàn quốc 3330. Và một chiếc túi đeo trước bụng ha, có thương hiệu Mexican chứ, thương hiệu này thương hiệu của Mỹ ha, và hàng từ Nhật về, da thật 100%. Kích thước bề ngang 17, chiều cao 30 và bề dày là 8, đeo trước bụng rất là ok. Da thật toàn bộ ở đây, sẽ có một khóa kéo miệng ở đây, bên trong là lớp vải sạch đẹp và một khóa kéo miệng ở đây và một ngăn ở đây là bự nhất. Thì bên trong lớp vải sạch đẹp và một cái khóa kéo miệng đây, dẹp hiệu thương hiệu Mexican. Da là da thật toàn bộ ha. Lên dùm shop một mã là 3403 3403 400k và một chiếc túi xách tay da thật 100%, dẹp hiệu thương hiệu Biacadin, màu này là màu kem. Kích thước bề ngang 32, chiều cao 19 và bề dày là 12 để xách tay như thế này. Da là da thật 100%, sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây, bên trong lớp vải sạch đẹp và hai ngăn nhỏ đây là sạch đẹp, và một khóa kéo miệng ở đây, lớp vải sạch đẹp hết ha. Và ở đây bên trong dẹp hiệu thương hiệu Biacadin, đây là miếng tích da, còn mã code ở đây ha, và một cái khóa kéo miệng ở đây, độ mới 80% đến 85%. Màu này là màu kem ha. Lên dùm shop một mã là 3335 400k 3335 400. Và kế đến đó là một chiếc túi xách tay da thật 100%, có thương hiệu Argan của Pháp ha. Kích thước bề ngang, bề ngang là 33, chiều cao 26 và bề dày là 12 để mình xách tay và mình đeo vai.
Da là da thật toàn bộ ha. Sẽ có một khóa các miệng ở đây, bên trong lớp vải sạch đẹp, và một cái khóa các miệng ở đây, lớp vải sạch đẹp hết, hai ngăn nhỏ đây sạch đẹp, và một cái khóa các miệng đây, dẹp hiệu thương hiệu Agen của Pháp ở đây, lót là sạch đẹp hết, da thật toàn bộ, và ở bên trong còn cái mã code ở đây, sạch đẹp hết ha. Lên dùm shop một mã là 3301 ha, 400k miệng ship để mình xách tay, rất là đẹp, thương hiệu của Pháp. 3301 3301 400k và một chiếc túi xách tay dập và đeo chéo, dập hiệu thương hiệu Anaclean, thương hiệu của Mỹ ha. Này là màu xanh, kích thước bề ngang, bề ngang là 34, chiều cao 26 và bề dày 12, để mình xách tay và mình đeo chéo rất là ok. Sẽ có một cái khóa các miệng ở đây, bên trong lớp vải sạch đẹp, và một và khóa các miệng ở đây, lớp vải sạch đẹp hết ha. Da là da thật toàn bộ, dập hiệu thương hiệu Anaclean ở đây, và có một cái khóa các miệng ở đây, và hai ngăn nhỏ ở đây, và đây là mã code ha, da thật 100%, xách tay và đeo chéo đều được ha. Tên dịp shop mã là 2800 2800 2800 400k, bao ship toàn quốc. Và cái đến đó là một chiếc ba lô da vôi màu màu xám ha, xám nâu, kích thước bề ngang 29, chiều cao 33 và bề dày, bề dày là 19. Da là da thật toàn bộ ha. Ở đây dây đeo ba lô, và sẽ có một cái khóa các miệng ở đây, bên trong là lót vải ha, sạch đẹp, và một ngăn ở đây có một cái khóa các miệng ở đây, bên trong lót vải sạch đẹp có một cái khóa các miệng ở đây. Đây là miếng tích da, da thật toàn bộ ha, và hai ngăn nhỏ đây nữa ha, lót là lót vải sạch đẹp hết, da là da thật. Lên dùm shop mã là 2544 2544 400k ha, bao ship toàn quốc ha. 2544 và kế đến đó là một chiếc cặp da thật 100%, kích thước bề ngang 39, chiều cao 27 và bề dày là 10, để xách tay và đeo chéo, da thật 100%. Sẽ có một ngăn đây và một ngăn đây, hai ngăn hít 500 và dây đeo chất liệu là vải dù chắc chắn. Sẽ có một cái khóa các miệng ở đây, và bên trong lớp vải sạch đẹp, hai ngăn đây, một ngăn đây, ở đây sẽ có một khóa các miệng, hai ngăn đây, ở đây đựng bút đựng viết, và một khóa các miệng đây, lót bên trong lớp vải, và một ngăn chuyên dụng để đựng laptop ha. Lên dùm shop một mã là 0470 0470 400k và ship 0470 và một chiếc cặp màu xanh lá ha, da thật 100%, có thương hiệu là Stuvisit, kích thước bề ngang 38, chiều cao 26 và bề dày là 8, để mình xách tay và đeo chéo. Sẽ có một khóa các miệng ở đây, bên trong là lót vải sạch đẹp, và một nút vít 500 ở đây, và một cái khóa các miệng ở đây, bên trong là lót vải sạch đẹp hết, và có một cái khóa các miệng ở đây sạch đẹp, hai ngăn nhỏ ở đây, và thương hiệu dập nở đây, và có một cái khóa các miệng ở đây sạch đẹp hết ha. Lên dùm shop mã là 3283 400k 3283 400 và một chiếc ba lô đựng được khoảng 4 bộ đồ
tính năm bộ màu xám, da thật 100%, da ghép ha, những cái miếng da ghép lại với nhau, kích thước bề ngang 37, chiều cao 33 và bề dày là 17 ha. Để mình xách tay và mình đeo ba lô, dây để đeo ba lô như thế này. Da là da thật toàn bộ ha. Đây là miếng tích da, da thật 100%. Và sẽ có một khóa cái miệng ở đây. Bên trong lót vải sạch đẹp, hai ngăn nhỏ đây và một cái khóa cái miệng ở đây và một cái khóa cái miệng da thật toàn bộ ha. Lên dùm shop một mã 2510 400, 2510 400. Và một chiếc túi xách tay da thật 100%. Để mình xách tay và ở phía trước là dập quân xấu ha, màu đỏ, và hai bên hông là màu tím. Kích thước bề ngang 25, chiều cao 25 và bề dày 18. Để mình xách tay và mình đeo chéo da thật, một ngăn đây và một ngăn đây, có một cái khóa cái miệng bên trong lót vải xinh đẹp, hai ngăn nhỏ đây và một cái khóa cái miệng đây, nhập hiệu thương hiệu ở đây, da thật toàn bộ ha. Xách tay và đeo chéo được được. Lên dùm shop mã là 3339 400k, 3339 400. Và một chiếc túi ha, đeo vai, da thật 100%, nhập hiệu thương hiệu Tucano, kích thước bề ngang là 31, chiều cao là 21 và bề dày là 10. Xách tay và đeo vai, da thật toàn bộ ở đây. Sẽ có một cái khóa cái miệng ở đây, bên trong là lót vải sạch đẹp và một và thương hiệu Tucano dập nổi đây, và một nút hít 500, có một cái khóa cái miệng ở đây, lót vải sạch đẹp và một ngăn ở đây là sạch đẹp, hai ngăn đây và một khóa cái miệng và một khóa cái miệng đây. Đây là miếng tết da thương hiệu Tucano, màu này là màu nâu sô cô la. Lên dùm shop mã là 3288 400k. Và cái đến đó là một chiếc túi thương hiệu Boston Ten, đeo trước bụng, nhỏ gọn và xinh xắn, da thật 100%, kích thước bề ngang 16, chiều cao 28 và bề dày là 8. Đeo trước bụng rất là ok, da thật toàn bộ, dây đeo dập hiệu thương hiệu Boston Ten. Và sẽ có một cái khóa cái miệng ở đây, bên trong lót vải sạch đẹp và một ngăn đây, lót vải sạch đẹp hết ha. Và có một cái khóa cái miệng ở đây, bên trong sẽ có thương hiệu Boston Ten, da thật 100%, da dày dặn. Lên dùm shop một mã là 3368 400, 3368 400. Và kế đến đó là một chiếc túi đeo trước bụng ha, thương hiệu Atio, da thật 100%, màu này là màu nâu, kích thước bề ngang 20, chiều cao 30 và bề dày là 9. Để đeo trước bụng rất là ok, sẽ có một khóa cái miệng ở đây và một cái khóa cái miệng phía sau, bên trong dập hiệu thương hiệu Atio và một ngang ở đây, bên trong dập hiệu thương hiệu Atio, lót bên trong là lót nguyên bản dập hiệu thương hiệu ha, da thật. Và đây mình sẽ có thể mình trang trí, mình gắn những vật trang trí vào đây. Lên dịch shop mã là 3356 400, 3356 400. Và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi video ngày hôm nay ha. Số điện thoại của shop 0973 952 507, cô chú anh chị có thể gọi điện trực tiếp hoặc nhắn tin qua Zalo đều được ha. Chào tạm biệt cô chú anh chị.